Mới đây mạng xã hội xôn xao trước tin đồn Đức Huy, chồng cũ Lệ Quyên đang hẹn hò với Tình Trạc. Thông tin được lan truyền bắt nguồn từ loạt ảnh tình tứ của vị đại gia 7X và cô gái này. Ngay lập tức, cư dân mạng đã tìm ra được danh tính của người đẹp. Cô nàng là Nguyễn Thị Cẩm Đan, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020, trai tài gái sắc. Song mối tình của chồng cũ Lệ Quyên và Cẩm Đan nhận được không ít ý kiến trái chiều của cư dân mạng vì khoảng cách tuổi tác. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận bày tỏ sự thất vọng dưới trang cá nhân của cô nàng. Đứng trước tin đồn yêu đương, top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020 khẳng định mối quan hệ hiện tại giữa cô và Đức Huy là bạn bè và chưa có ý định tiến xa thêm. Chồng cũ Lệ Quyên là một người anh thường xuyên cho cô lời khuyên và kinh nghiệm. Tuy nhiên ngay sau đó, trong một lần chia sẻ với truyền thông, người đẹp lại bày tỏ cô và vị doanh nhân giàu có đều đang độc thân, nếu có yêu nhau thì không có gì là sai. Phát ngôn trước sau bất giác của Cẩm Đan vô tình trở thành tâm điểm chỉ trích của dân tình. Nhiều người ném đá mỹ nhân sinh năm 2002 lương lẹo khi có những phát ngôn khác nhau. Song có không ít ý kiến bên vực Cẩm Đan cho rằng những điều cô nói không hề mâu thuẫn với nhau.